giá bán Kia Celtis 2023 tại thị trường Trung Quốc rẻ hơn cả xe Morning ở Việt Nam. Ngày 11 tháng 4 năm 2023 vừa qua, hãng Kia đã chính thức mở bán mẫu SUV cỡ B Celtis ở thị trường Trung Quốc. Theo đó, giá mở bán của Kia Celtis 2023 ở thị trường tỷ dân này là 91.900 nhân dân tệ, khoảng 313 triệu đồng. Như vậy, mẫu xe này có giá rẻ hơn cả Kia Morning ở Việt Nam, 389-454 triệu đồng. Tuy có giá rẻ nhưng Kia Seltis 2023 tại Trung Quốc lại không thua kém xe ở các thị trường nước ngoài như Hàn Quốc, Mỹ hay Úc về mặt thiết kế và trang bị. Thậm chí, mẫu SUV cỡ B này còn có những trang bị chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Cụ thể, Kia Seltis 2023 ở Trung Quốc không dùng núm xoay chuyển số như xe ở Hàn Quốc. Cần số của mẫu SUV cỡ B này tại Trung Quốc cũng không giống loại dùng cho xe ở Úc hay Mỹ. Thay vào đó, Kia Celtis 2023 tại Trung Quốc được trang bị cần số riêng với thiết kế như cần đẩy du thuyền và tích hợp màn hình LCD nhỏ ở phía trên để hiển thị số đang dùng. Thay đổi tiếp theo của Kia Celtis 2023 dành cho Trung Quốc là núm xoay chọn chế độ lái được chuyển sang bên phải cần số. Trong khi đó, bên trái là phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Chưa hết, Kia Celtis 2023 ở Trung Quốc còn được trang bị hai lẫy gạt mới để chỉnh âm lượng và các tính năng thông tin giải trí thay vì núm xoay, như xe dành cho các thị trường khác. Hai lẫy gạt này được đặt ngay bên dưới hàng nút bấm đen bóng để chỉnh điều hòa. Bên trong kia Celtis 2023 ở Trung Quốc cũng là nội thất hai hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Ghế của xe được bọc ra và phối các màu tương phản như trắng, vàng chanh hay đen đỏ để thu hút khách hàng trẻ tuổi. Ngoài ra, mẫu SUV cỡ B này còn có những trang bị nội thất đáng chú ý khác, như bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm. Cả hai cùng có kích thước 10,25 in, sạc điện thoại không dây, cổng USB Type A, cổng USB Type C với công suất sạc tối đa 27kW, cổng sạc 12V, hỗ trợ Baidu CarLife trên Android Auto, ghế sau gập 640, điều hòa tự động với cửa gió dành cho hàng ghế sau, cửa sổ trời toàn cảnh, tính năng điều khiển xe từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại và khoang hành lý 429 lít. Có một điều đáng tiếc là ghế của Kia Celtis 2023 tại Trung Quốc chỉ chỉnh tay. Trong khi đó, ngoại thất của Kia Celtis 2023 tại Trung Quốc cũng có đèn pha LED, dài đèn LED định vị ban ngày, và đèn hậu LED lấy cảm hứng thiết kế từ bản đồ sao, đèn sương mù LED phía trước, ba g nóc màu bạc hay vành 16-17 in, tùy phiên bản. Bên cạnh đó là những trang bị an toàn như camera 360 độ, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng dựa trên định vị hỗ trợ ngăn lệch làn đường và hỗ trợ đèn pha. Theo hãng kia, mẫu SUV cỡ B này có hệ thống hỗ trợ lái bán tự động cấp độ 2. Tại thị trường Trung Quốc, Kia Celtis 2023 sẽ có hai loại động cơ không giống xe ở Hàn Quốc, Mỹ hay Úc. Đầu tiên là máy xăng SmartStream 4 xi lanh, dung tích 1.5 lít, tạo ra công suất tối đa 115 mã lực và mô men xoắn cực đại 144 Nm. Đây chính là động cơ hiện đang được dùng cho Kia Celtis và Caron ở thị trường Ấn Độ động cơ đi với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước, tiêu thụ lượng xăng trung bình 6,05 lít trên 100 km. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.4 lít với công suất tối đa 140 mã lực và mô men xoắn cực đại 242 Nm. Sức mạnh được chuyển tới bánh thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của động cơ là 6,26 lít trên 100 km. Theo kế hoạch, Kia Celtis mới sẽ chính thức ra mắt thị trường Trung Quốc. Trong triển lãm ô tô Thượng Hải 2023 khai mạc vào tuần sau. Được biết, đây là lần đầu tiên hãng kia định giá xe chỉ từ 90.000 nhân dân tệ tại thị trường Trung Quốc. Sở dĩ kia phải làm vậy là để duy trì khả năng cạnh tranh với các hãng xe nội địa tại thị trường tỷ dân này. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.